chào các bạn. Tình hình là lâu rồi team mình chưa đi rừng các bạn, nên hôm nay tụi mình quyết định sẽ làm một chuyến cắm trại trong rừng phiên bản 1 sao với 10 sao. 1 sao sẽ có 300k để mua đồ dùng tao đi trong rừng, và 10 sao sẽ có tới 30 triệu các bạn. Số tiền phải trên lệch như vậy thì nó mới thú vị. Để thấy được cái sự mà gọi là hiếu hốn của 1 sao và cái sự xoan chảnh của 10 sao các bạn. Series đó chủ yếu là vậy. Có bạn muốn xem những series mà nó có tiền mở ngang ngang hơn thì nên xem mấy cái như là Thử Khách 50 giờ rồi đấu giá rồi các kiểu các bạn. Còn cái series này cái mô típ là như vậy nha các bạn. Nói chung là bạn này hết cái series thì các bạn like mạnh tay rồi mình nhấn đăng ký kênh, bình luận các kiểu để tăng tương tác cái video, để tụi mình cố gắng là thêm một tập nữa là 1 sao 10 sao tên Đỗ Hoang nha. Ok. Và lá hầm sao lá được xào hết xôi và từng đứa bóc. Rồi phần nào thì vô cái lần đó ha. Tuôn trước cho tôi. Đúng rồi, từ đây qua đi ha. Chứ mà không cho Hào nhỏ lắm, bóc em. Đúng rồi, em nhỏ. Gánh bóc trước hay bị gánh nhỏ? Là đem tôi. Gánh là đem tôi. Gánh là đem đi tôi. Easy. Nói chung là game là dễ thôi. Rồi. Rồi. Căng rồi, căng rồi. Đại ơi, gánh anh đại ơi. Trân Tinh phải đi với Thủy Tinh nha. Đúng. Bảy bảy. Lần này anh em mình chia tay đi Thủy Tinh ơi. Thủy Tinh, Thủy Tinh, Thủy Tinh. Sao nó cứng quá anh ơi. Đúng rồi. Ok, đã bóng vô một sao cái anh dính giùm em là hai này hỏi bóng của ta. Đúng. Ba đấu quá sao 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 sao. Anh vô một sao là hai hỏi bóng đúng không? Rồi. Dạ. Đồ tôi chắc chết rồi anh em tôi rồi. Trời ơi, buồn quá. Trời ơi, buồn quá. Trong vô một sao. Sao vô một sao trong dính hàng này. Số mạnh của hai người kia kìa anh ơi. Hai này bây giờ là 50-50 đúng không? Tò bóng. Nhắm mắt anh sao. Rồi, quất. Giữ hiệu ý trời thôi. Ủa vui lắm sao cười. Nè, hỏi. Ôi, mà hẳn buồn như nhau kìa không? Anh, bộ tam phí vậy? Ôi, có hay hả? Mấy trời heo. Ủa, bây giờ tôi quá buồn. Này, xin tin. Thủy Tinh. Ủa, quả cầu hả? Toàn tin. Ok, nói chung là bây giờ cái đám tụi mình là sẽ đi mua những cái món đồ và đem vào trong rừng bạn. Rừng tụi mình chọn là rừng Tánh Linh bình thường, một khu rừng mà chúng ta phải đi bộ 2-3 tiếng mới tới được chỗ có nguồn nước để cắm trại bạn. Nó thật sự là 10 sao không có ngon lành đâu. Mấy bạn nghĩ sao mà vác một cái liều bự, rồi vác bộ bàn ghế, vác nồi rồi cái kiểu mà vô trong rừng. Rất là phê nha, nên mấy đứa thật sự 1 sao sướng lắm. Cái gà vô trong rừng cái hạ cái tôi xuống thôi. Cái anh chơi cầm xương. Quá ngồi. Ok, đăng ký kênh và like bàn tay bạn. Đi thôi. Và đây tụi mình đã nhảy phát tới được rừng Tánh Linh Bình Thuận rồi nha các bạn. Đây là một cái khu rừng nguyên sinh. Nhiệm vụ của đi rừng là rất là đơn giản, tụi mình sẽ di chuyển đến chỗ nào mà có một cái nguồn suối mà trong lành đó bạn, để có thể tắm rửa và sử dụng nước suối nữa. Như mấy nãy đi rừng mà nó đem theo nước suối nè. Là sao? Mình đi rừng phải kiếm suối chứ. Nước này nó tốt anh. Đúng. Thanh lọc anh ơi. Và bên một sao, lợi thế của bên một sao là nó không có đem gì hết, nó bỏ đồ ba lô thôi. Còn các bạn thấy mấy 10 sao như mình. Đây, đi rừng mà phải mang hộp nước đá. Em muốn 1 sao á. Em muốn 1 sao á hả? Nhưng mà hổ trước xuống sao hơi mới giàu. Nè. À, không biết là có đứa nào có nhiệm vụ hưng ván không? Kinh phụ thì chút nữa vô trong đó mình có dư giả gì mình chia. Đó, ông đại cho cái dạng nha. Đây nữa anh ơi. Đây. Phụ anh em đi, vô đó chút nữa tao cho cục nước đá. Làm cho tới đi. Kỳ đồ chắc lên cơ quá anh, chắc phải lên cơ rồi. Không đồ thôi bạn, thật ra là đi chừng phải dừng 5-10 phút là cái nó đi cầm tiếp chứ mình đâu có cầm đâu. Ai vậy anh sợ tay rồi. Ngon không? À, rừng này thì chúng ta đi khoảng chừng chắc là khoảng tiếng mấy 2 tiếng các bạn, mình bấm giờ thử coi nha các bạn. Như đây mình có cái đồng hồ, mình sẽ bấm nút bắt đầu và thời gian nó chạy. Mình sẽ đi thử coi tìm cái nguồn suối là khoảng mất bao nhiêu tiếng nha. Ơi đi rừng có đứa nào vang từng trị hay bọc phá gì mấy đứa? Có anh ơi. Hả? Em có hả? Quên á, em phải phát cho hai em đó. Nãy giờ em quên. Gì vậy?
đi rừng mà mang từng chị thiệt hả? Thiệt anh ơi, ba đứa luôn, ba tờ luôn. Động lực anh ơi. Ờ, từng chị là con nào? Chừng chị em nè anh, em vô chừng chị mấy con cá dưới suối rồi anh. Còn sư nhuận là sao? Đi em mệt với em xin. Ủa này sư nhuận làm cho ta sư nhuận mà. Cổng em chết luôn quá em. Đi gần mà gầm hát. Gầm hát là lúc mà bị lạc đường. Cứu tôi với. Công Dũng anh ơi, có gì nhớ dán vô ba lô nha. Ok đây. Rồi mình quên show bill nữa các bạn ơi. Ở đây mình có bên 10 sao tụi mình là có hai bill. Một bill là cua rồi cái kiểu là 5.7.000. Và bill đồ ăn lặt vặt rồi cái kiểu là 1.7.000 nha. Là khoảng là 8 triệu là đồ ăn. Còn mấy cái liều rồi mấy cái dụng cụ rồi cái kiểu nữa thì chắc là cũng đủ các bạn. 30 chủ cũ rồi cái kiểu. Rồi cuối cùng là hao. Một sao có nhiêu? Dạ 300.000 này. Và em mua. À. Sao mua có 248.000 kìa? Dạ 248.000 với cái tấm bạc 50 nữa. À mua tấm bạc nữa? Dạ đúng rồi, mua tấm bạc nữa. Ờ là 300. Dạ. Ok, đủ nha. Ok, đang đi một đoạn thì tụi mình gặp được cái dây leo mà theo kinh nghiệm hình như là có nước. Nhớ mang máng vậy thôi. Chặt thử có nước không nha. À. Ơi ơi nước. Ui 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 kiến cắn kiến cắn. Wow, tội kiến giọt. Trời ơi chặt cái cây không hàng gần từng tỷ rồi. Nước chảy. Hửng. Quá trời luôn kìa. Sao ít dữ vậy ta, mùa khô hả? Nhìn thế này là quý lắm rồi anh. Thử ra. Nghe mùi nhựa cây các bạn. Nó sâu sâu lạ lạ lắm. Nè Tú, thử miếng nha. Nó như nước bình thường thôi nhưng mà nó có hơi một tí mùi cây. Em nghe mùi gì phải không anh? Không có nắp gì phải. Tố như vậy nè. Giận à. Giận sợ luôn. Đến lúc trải nghiệm rồi Toàn. Ngồi xuống, ngồi xuống. Đây. Từ để dắt nước ra. Đó, dắt cái này đó. Đó, quá trời rồi, quá đắt rồi. Thôi. Trời ơi. Sao thì đi được gần 1 tiếng đồng hồ. Thì tụi mình mệt quá bạn ơi. Và hiện tại là gần 12 giờ trưa luôn rồi. Nên tụi mình dừng chân lại ở một cái con suối bị cạn khô. Trước nhớ không làm mà mình bắt cá lóc ở đây. Ờ, vừa bắt được cá lóc bằng ngón tay cái đây nè. Mà giờ xuống nó bị cạn các bạn. Nhưng mà mệt quá. Nghỉ nấu ăn đồ ăn trưa nha. Và trưa nay thì bên mình là sẽ ăn là thịt nướng ốc lam á anh. Dạ đúng rồi anh. Là mình phải đi chặt ốc lam. Ừ, ở đây gần đây em thấy có nhiều cây nứa anh. Rồi ok, vậy đi chặt thì anh đốt lửa. Còn mấy hàng bên đây làm gì đây? Trưa nay tụi em ăn bánh mì que pate thịt ớt anh ơi. Sao ăn món gì chén vậy, đi rừng người ta phải ăn thịt nướng đồ. Trời ơi, kinh phí anh ơi. Vậy 300.000 mình mua chà bông cũng được nè, cũng là thịt á. Không sao nè, em có đem theo mấy cái chừng chị một phá rồi. Đi gần đem đó theo đủ rồi anh. Ok, bây giờ thì đốt lửa lên và chuẩn bị ăn trưa tại rừng nha bạn. Giờ thì mình nghĩ là mình sẽ chặt mấy cái ống nào dài dài nhóm này nè. Này là quá hợp lý luôn để nấu cơm lam á. Đây. Mình nghĩ mình chuốt như thế này là sạch đó các bạn. Mình quyết định là mình sẽ lấy ra cái này mình mang về. Và mình còn phát hiện ra được cái cây mây á. Mình nghe cameraman nói là cái cây mây đó có thể ăn được, nên quyết định là mình sẽ chắc mang về cho tem một sao ăn. Cây mây là cây nó sẽ như thế này, nhìn giống như cây cao các bạn, nhưng mà lại có rất là nhiều gai luôn. Nên mình sẽ róc gai ra và cái phần đọt là phần ăn được á. Happy winter later. Rồi, giờ thì mang thành phẩm về thôi. Trưa nay thì mình sẽ biểu diễn cơm lam. Đây là cơm gạo nếp được mình ngâm ở nhà trước bạn 4-5 tiếng. Giờ mình sẽ đổ vào nồi. Lần này thì mình sẽ làm theo kiểu version 2 á, cải tiến hơn. Bỏ mớ cơm lam vô trước thì đủ 3 người ăn là được bạn. Gạo nếp hay gạo thường anh? Gạo nếp anh, được ngâm ở nhà sẵn. Đầu khoảng hình như là 4-5 tiếng rồi. Em ngâm ở nhà 4-5 tiếng. Ừ. Cho nở hả? Dạ.
đã là version 2 thì phải khác version 1 bạn. Là trước tiên là mình sẽ cho dầu ăn vào, mình trộn đều với cơm. Như thế này mình nghĩ ổn mà, sao mình khuấy đều lên. Mình khuấy đều lên thì mình nghĩ là nó cũng đã hấm dầu rồi. Sau đó thì mình sẽ cho vào cơm lam, để tránh trường hợp cơm á mà khi mình nấu sôi lên nó dính vào cơm lam các bạn. Ủa dính vào cái tre này nè, cái nứa. Mình nghĩ vô đây là ổn rồi nè. Giờ mình sẽ làm thêm 2 cây nữa. Rồi mình cũng đã hoàn thành được 3 cây rồi đó các bạn. 3 cây lam, giờ mình sẽ để nướng theo kiểu hun khói á, lấy nóng nóng là được. Còn mình nướng lửa ngọn á, nó cháy cây. Nhưng mà không biết bao giờ chín thôi. Đó, giờ mình để ít cay, chờ cho chín là lấy ra ăn thôi. À, tình hình là nó lâu quá hang quá nên mình chắc là làm kiểu mà nướng không khói như vậy luôn các bạn ơi. Chưa sắc không đứt. Tiếp theo sẽ là khô bò. Bò bột nắng nha, bò bột nắng. Bột nắng thì ăn không thì nó hơi ghê nên mình sẽ cùng nướng luôn. À em tưởng ghê rồi em thử cái ghê. Vậy hả? Em muốn ăn sống hả? Có ghê thì không anh, ăn sống ghê lắm. Được, ăn sống được nhưng mà cái cảm giác mà nó kiểu như mà giống như em ăn khô cá lóc được bột nắng phải không? Dạ, kệ nó này, không sao đây. À, em muốn thử thì anh cho thử. Đây. Sao nó hơn quá rồi. Cắn. Bạc. Khoan, không được, không được. Nó đi hai cái cành. Có dao cắt đây này. Không ổn rồi. Được rồi. Để nướng. Nó bay hai cái gân cửa em mệt lắm anh nè. Rồi, mình áp ca như vậy các bạn ơi, nướng kiểu xông khói. Đó, đi rừng nó phải nướng kiểu đây nè. Rồi, bây giờ thì chờ cho nó chín và ăn thôi. Khoan, còn đây là một cây phượng hương bảo kiếm em muốn trao lại cho anh. Đọc may. Đã cầu bổng. Quả chứ. Là này nướng lên ăn được hả? Dạ, cameraman nói vậy anh. Để nướng lên, cho mấy bọc sao ăn. Không ăn cũng được, không sao. Em nghe nói là ăn sống được luôn anh, nên coi thử cho ăn sống cái anh. Rồi tiếp theo là quết chậm chéo luôn nha các bạn. Wow, hôm nay là có cái sốt này có sẵn luôn. Mình chỉ cần pha miếng nước vô cái quệt quệt lên vậy nè. Cho cay cay không hơm được ha. Cho nó vàng lên cái là lụm. Rồi cơm chín rồi các bạn ơi. Đến lúc ăn cơm rồi. Hành quả đói bụng quá. Cơm lam. Đó. Cho trường hành cháo. Wow. Không có chín chưa nhưng mà cứ chai thử đi. Đói lắm rồi anh ơi. Được không ta? Được anh ơi. Lấy cái bũ thử coi. Thử review. À, cơm lam ăn phong cách Thái Lan. Như em. Giống sôi sòi quá. Giống sôi sòi quá ha. Dẻo dẻo. Ổn quá. Chắc chín rồi ha. Tiếp theo là bò. Bò này là bò mộc nắng nha các bạn. Thử nha. Bò nè. Ăn với cơm nè. Rồi, mình chuyển qua ấn luôn anh em. À, làm sashimi. Bò này nó mặn mặn ngọt ngọt. Hôm. Ăn cơm làm dẻo dẻo nữa. Đó, thịt mình để đây. Còn cây này dày đúng không? Dục. Và mình sẽ tặng dụng cái cây của Lam bỏ lên các bạn. Bỏ bánh mì que lên nha. Này kẹp lên kiểu này nè. Kẹp vô anh Hào. Đúng rồi, em cứ kẹp lên, cứ kẹp vô. Thôi. Bắt trước kìa. Không bắt trước, cái đó là học nó hỏi. Cái cây nè, vậy nó gãi cái bánh mì nè. Không sao đâu anh, vậy. Đúng rồi, kinh nghiệm rồi. Từ từ, đừng. Ép vô. Đó. Để đâu vậy? Để ngược lại. Trời ơi. Để dưới á. Hơi lỗi một xíu rung. Trời ơi ơi. Đúng rồi, không sao đâu. Không sao. Để lên đi, nhẹ nhàng thôi. Không sao. Bánh mì gãy cái đòn. Vậy anh thấy đúng nha. Cứu cuộc đời nha. Ăn luôn. Để lên đây. Thôi, anh nướng trước đi, Đúng rồi. Vậy tại thôi, nó gãy. Được
Rồi, tin 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 tin. Ô! Ủa nữa mày kia đâu vậy? Nè. Chờ đi. Chờ chó giòn giòn mình ăn được rồi. Rồi, ống cơm thứ hai luôn nha bạn ơi. À, do thằng ăn làm nhiều cơm quá, mình làm 5-6 ống luôn ha. Nhiều quá. Chắc không hết rồi. Phải gán thôi chứ sao giờ. Đó. Mình chuyên nghiệp hẳn ra rồi. Nè. Trời ơi, vậy thôi chứ có gì đâu. Cái này dính quá à, khó lấy quá à. Còn miếng đỡ mình kêu nghe nè. Ô vậy đó, nhanh lẹ các bạn, tốn hài thôi. Cái quăng rồi ăn hết à. Bây giờ sôi luôn ha. Ừ, ăn này phải uống nước nhanh rồi. Ủa sao kỳ vậy, sao mình bố ba hàng mà mình mua bốn lon vậy ta? Tính cả anh mua luôn á. Chắc em muốn hai lon này. Giờ sao ta? Đây. Ăn thích uống màu xanh lá dương, xanh lá, màu đen, em uống màu đen. Tôi uống xanh dương. Ai uống màu trắng. Còn màu xanh lá biển này thì có đồ hứng rồi, có đồ hứng. Hả? Để đây uống sao? Đánh lạ trong cái giường. Một, hai, ba, vô. Ngon là cành đào. Ok, xong rồi dọn rồi. Không sao, mặc dù nó hơi gãy thôi nhưng mà không sao đâu. Mở ra nè. Anh em hứng. Đại ơi, không tắt tay dây, bị tắt tay dây. Không ai thấy hết. Rồi anh em, lượm mi. Bánh mì ba tê cay. Ở trong nó có nhân nha các bạn. Này là gồm có kiểu thịt ba tê với sữa. Ăn như bánh mì thịt luôn. Phở ngon rồi trời. Nó hơi cục thịt đó luôn á. Trời, một sao mới đòi hơn 10 sao. Nè, nhìn nè mấy em. Trời ơi, dữ dở. Ghê vậy. Thưởng thức trên cây luôn. Trời vậy mà đầu sen hơn bên đây anh ơi. Mặn mặn ngọt ngọt, nóng hôm nữa. Đây là mình quá thì một lốp, số thịt nướng thôi vậy bạn. Ba người cùng cắn được luôn á anh. Quýnh đại. Ba người cùng cắn luôn nè. Vậy ba người cùng cắn nè. Sao không? Đại, em giỡn giỡn. Ăn bị khói mù rồi. Ủa, bên kia có tráng miệng không, thấy cái gì kìa? Có, anh nãy anh cho em nè, đọt mây. Thử đi. Cái này là phải lột ra đúng không ta? Trời ơi. Cũng hấp dẫn á. Có mềm là ăn được á, mềm ăn á. Đúng rồi. Thử rồi, cắn đi. Cắn ngang chứ được cắn cái chung trái. Đồ hóa bạn, để mình thử độc. Sao? Im không? Nó nhẵn nhưng mà... Ê, ăn ngon nha, anh Thảo, ngon. Thiệt không? Thử. Thiệt. Được. Ngon. Ăn đừng mang giúp. Hai chưa nhận quảng cáo. Một người không nhận quảng cáo. Thì mang te vậy hả? Thôi được, một sao thì tráng miệng như vậy là quá ngon rồi. Tiếp theo là bên 10 sao mình là tráng miệng là thịt nho. Khổ cái là anh mua tự nhiên thấy, tự nhiên mua bịch thịt nho mà tặng lon Pepsi không biết làm gì nữa. Trong khi mình đã có nước rồi anh. Nè các bạn thấy dòng chữ không? Mua một tặng một, và trong khi mình đã có motor. Ôi, nó tặng mình Pepsi Nhật đó chứ. Trời ơi, là người Việt Nam mà ai mà uống cái Pepsi Nhật này. Nói chung là bên mình là dư motor đồng nhiều quá rồi. Mà uống Pepsi Nhật này thì thôi vậy nè. Trời ơi, tuyệt vời. Đúng chừng chị có khác luôn. Vô vẹt. Rồi sau khi ăn uống no say xong, bây giờ tụi mình sẽ tiếp tục di chuyển và bắt cua để vào sâu trong rừng nha các bạn. Đi mấy đứa, một sao, 10 sao gì vậy. Mu. Đúng rồi, nhìn lên, sắp tối rồi. Mu.
cơm luôn rồi. Bắt cua, bắt cua, bắt cua. Bắt cua. Trời ơi mấy đứa, bắt cua phải vậy nè. Rồi tình hình là sao, phải đi gần 4 tiếng đồng hồ thì tụi mình đã tới được suối rồi nha các bạn. Nước rất là trong luôn. Ê, túng 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 kìa kìa túng túng. Tự nhiên có hàng tự nhiên giờ nó đi tắm kìa các bạn. Sao tắm hả con? Nóng quá anh ơi. Tụ nước chứ. Bây giờ thì mình với Gan sẽ dựng lều nha các bạn. Lều này thì tụi mình chơi quả lều xanh cây. Cho đi rừng là phải ở trên cao, nó mới không bị thú rừng, côn trùng rồi nó bu vô người. Ok, bên mục sau mình cũng bắt đầu làm liều thôi. Và đây là cái liều đơn giản của mình. Giờ mình chắc ra cho an toàn vịn một góc, mình thử phủ lên coi nó có dài hay đủ hợp lý không nha. Thật đấy chứ. Có mẹt nè, 50k. Từ từ, anh kéo hết xuống đi, kéo hết xuống anh, kéo hết xuống. Mình nghĩ là mình sẽ cắt một phần đi để mình lót ở dưới cho nằm cho nó sạch sẽ nha. Mình nghĩ cái bán vậy được rồi. Ok rồi, sau khoảng 30 giây tụi mình đã hoàn thành cái penthouse 2 tầng các bạn. Đó tên kia 1 tầng, dưới đây 1 tầng. Chính là họ em dừng anh tầng trên cùng mà. Tối nay mình phải túi xì chứ công bà. Ồ bây giờ mình thử cái tầng dưới trước đi. Tầng này thì đeo lên được nhưng mà xuống khó. Đâu rồi, xuống thử rồi, lên thử rồi. Quá chút. Lều này là nhập khẩu bên Nhật nha bạn. Mà mắc tiền Việt Nam. Ok anh. Ổn không? Nó như cái niệm ở nhà mình vậy, nó thòng thòng chỉ là ở trên cao thôi. Ồ, tới lượt anh nha. Vâng. Để anh lên. Game dễ quá. Sau khoảng 1 giây là mình đã lên được trên đây các bạn. Nói chung là một căn penthouse 2 tầng. Ở trên đây á, một người nhúng, hai người vui, mỗi lần mình nhúng là gì đó là biết sao, biết sao chứ đó, đó là các bạn sợ đứt liều. Không không vui anh ơi, một người nhúng hai người buồn anh ạ. Và hiện tại thì ba đứa mình đã xây xong cái liều rồi nha các bạn. Nó một cái liều gọi là chữ gì đây, chữ C. Đúng, liều máy vòm. Rồi bây giờ vô nằm thử đi, vô nằm thử đi coi im không. Ôi đau lưng quá. Cái này như nằm nghiêng xuống cái máu vô bên não của ta. Không, đẹp. Không sao không sao, lót cái ba lô, lót cái ba lô. Im không Toàn? Im đã sao em? Được, tối nay đừng có mưa là đẹp. Đúng. Ở đây là mình đã lụm mấy cục đá rồi nên rất là im nha các bạn. Bây giờ thì ba anh em mình đi tắm rồi Toàn ơi, nực quá rồi. Đúng rồi, go, hết chịu nổi rồi. Rồi ngay cái trại của mình là có một cái cây trăm mấy bạn ơi. Đây, trái chưa chín đèn mới có đỏ à. Trăm này là trăm bầu rừng. Được rồi. Hộp nó rất là bự và nó sẽ chua chua ngọt ngọt. Đây có cái con gì nó cứ vô trong mắt mình, nó kiếm cái gì trong đó các bạn, cái này mình nhắm mắt lại cái chết. Chua chua ngọt ngọt, ngon lắm nha. Y tâm bầu luôn á, mà cái hộp bự lắm. Rồi bên 10 sao tụi mình là có mua hai cái lưới các bạn ơi, hai cái lưới bán. Nên quyết định là sẽ giăng bắt cá suối để cải thiện bữa ăn. Ủa? Thịt phi lông bỏ túi giùm anh nha. Đó đi, thả từ từ thôi nha, từ thôi nha. Đó nè, bạn một sao nè, muốn ăn cá không ạ? Cá không? Tôi được cái đồ ăn. Để lên. Ê, miền Tây. Để em, để em. Tiền Giang, tiền Giang miền Tây đúng không? Hẹn riêu đây anh. Từ từ anh, từ từ anh. Huynh đại dừng tay. Huynh đại. Có người. Rồi, đây. Từ từ. Lúc này cậu vô làm cây đó cho anh nha. Đang nghèo còn xin ăn. Cái đó là gì? Nghèo mà không cố gắng. Cái gì anh? Nghèo. Lại chạy lại lẹ lên. Làm em. Tao xong rồi, tao xong mất tiêu rồi.
Dạ biết sao không? Em là tuy nghèo nhưng mà được cái em phế nữa. Nghèo mà ngu. Em vừa nghèo mà được cái em phế thì được ngu thêm ngu đó. Thôi bỏ qua phế vậy. Sau khi đi lên đầu nguồn tụi mình phát hiện ra những cái mà hồ bơi các bạn nó chia ra từng cấp mặt. Rồi cấp mặt đầu tiên ngay chỗ đó là dành cho mấy anh trẻ em cạn xuống hơn cái tận. Đúng không? Đó là cái hồ trẻ em các bạn. Còn phía dưới đây nè, đây là hồ dành cho mấy người mà biết bơi là người lớn nè, không? Nè, Tú nhảy cho các bạn coi nè. Nhảy Tú được, Tú. Nhảy Tú. Nhảy. Woo. Coi kịp luôn rồi. Sao không? Cái chân em còn tụt đá. Ok, tiếp theo là review bẫy sụt nha các bạn. Nó sủi bọt cái nó đã luôn nè. Mình đi cấp độ 7, mình đi cấp độ 2 anh ơi. Là để đâu đi sụt mà. Go! Ây da, cấp độ 2 thôi anh. Rồi tiếp theo là ba đứa mình chơi kèo kích thở cho em. Chơi khô máu đây, khô máu nha. Chơi khô máu. 1, 2, 3. Rồi tình hình là tối các bạn, và mình mới nghía cái lưới của mình là mình thấy có dính cá. Và bây giờ nếu như mình mà xuống bắt á thì nó không có tạo công ăn việc làm cho, với lại cải thiện bữa ăn cho mấy đứa một sao đúng không? Dạ đúng rồi anh ơi. Với lại là một sao là mình phải cố gắng đúng không? Dạ đúng rồi. Và nói chung là hai bé này nó quyết định là nó sẽ đi xuống bắt giùm nha các bạn, và sẽ nhiều nhiều cá thì chia. Ok, bắt đi em. Có cá thì em lấy. Ủa sao toàn không bắt? Nó không biết bơi nè. Không biết gọi nè, không biết gọi. Nó toàn nó biết bơi. Đi, đi, đi. Anh gọi đèn cho nè. Anh biết chơi. Đại cũng biết bơi anh, nhưng mà biết bơi chụp chững anh ơi. Rồi, bây giờ thì chắc là mình khởi động từ đầu lưới đi, có con nào không? Wow, có cục đá. Đi men men hướng nào, có con nào không? Anh dở lên thử em. Để anh. Để mình dở rồi, khúc này có gì không? Cái này có cục đá nè đại ơi. Ê đại ơi. Có rồi. Ê con cọc đá quá. Đó trời ơi. Wow. Vô rồi đại ơi. Ở đây anh cầm bịch cho. Rồi hả? Trời ơi. Máu con vậy hả? Quá người bội thu rồi. Nhìn cái răng kìa. Không, nhìn cái đậu nó hè, không phải cái mỏ đâu, nhìn cái đậu này như phim kinh dị á nè. Ê em ơi, cái răng nó cắn vô cái gùng lưới kìa. Có cái răng nó dưới đây, cái miệng nó dưới đây. Rồi lưới hả? Cái này hơi khó gỡ rồi à, tại vì đó giờ gỡ lắm. Đâu rồi? Cái này chắc bị cái này mà đi bắt cá cho chủ biết chắc mệt nên chút nữa. Không sao có đâu. Xích nó đây, xích nó. Rồi. Khoe. Không quên khoe quá kỹ nó sẽ búng gà. Một con gà. Chút nữa mình khoe sau. Nhìn lại. Con cá suối thứ hai. Đẹp. Vô rồi. Con này nhỏ xíu thôi, mình bắt ra mình thả vô nồi dầu. Thôi thả đi. Thả đó, bỏ ra mới thả được chứ. Mở ra một trời ơi. Rồi, con cá thứ ba. Con này thì nó mini quá, mình cho nó về nước. Thả đi hả? Thôi, thả tội nghiệp nó. Thả đi, anh giỡn á. Bỏ mình. Oh my god. Trời ơi, quá trời quá đất rồi. Vô rồi. Dính. Rồi, dở cao lên nữa, còn kia còn nữa không? Con này coi còn con nào không dở lên. Ê, dính nó kìa, quá trời ơi, 2000 years later. Rồi, kết quả là mấy con đây? Anh kiểm tra đi anh. Cũng khá nhiều. Khá đó anh ơi.
Cái gì của ba con vậy? Trời ơi, em với nó phóng sinh hết rồi, hồi nãy anh kêu mà. Mấy con kia là thấy vậy phóng sinh hết rồi. Đúng rồi, phóng sinh hết. Thấy cái chục con, gỡ cổ ba con. Phóng sinh rồi. Nó xảy hết rồi vậy. Phóng sinh anh. Giờ thì mình và Đại sẽ đi bắt cua nha các bạn ơi. Phải mưu sinh thôi. Bắt cua nhảy qua. Đâu? Ủa bắt cua là mình nhảy qua cục đá bên kia. Bắt cua. Ok. Cua thì nó thường mấy nấp với mấy cục đá rồi các bạn. Cứ mình dở lên có thì mình cứ bắt thôi. Đừng ơi, mở cửa ra. Mình không có đèn. Có không? Hello. Ê con cá kìa, mắt cá bự kìa, quá nó heo. Trời, cá bự. Từ từ lấy. Nhẹ chậm. Để nó im ra, từ lấy. Chấp. Trời ơi. Từ. Để xuống. Nè, từ. Nó im ru à. Rồi. Được không? Được. Tông bịch tông ơi. Trời ơi, con cá gì vậy? Này là chắc là con cá mẹ bạn ơi. Không, chụp bịch chút. Chụp bịch chút. Rồi, cục này. Thử coi có con gì dưới đây không? Có không? Không rồi. Tiếp. Ok bạn ơi, mình thấy một con tôm nằm dưới cái lá nha mọi người. Nè ba, đẳng cấp. Ok bạn, đây nè bạn ơi, đây bịch đây. Rồi, sau khi bắt cá rồi cái kiểu xong thì tụi mình chuẩn bị quay hoàng bên đống lửa trại nha bạn. Lên lửa. Cái hát giống bánh sinh nhật quá. Trời ơi, hơi bị ngầu mấy ba. Lỗ còn tròn cái tô ong rồi ha. Ăn tô ong rồi ha. Ngon lành, ok. Bây giờ thì chờ mình có hang cái này chơi với bạn. Nhường cho mấy một sao biểu diễn trước. Biểu diễn đi. Ok, bây giờ tới mình nha bạn. Bên mình thì có cái hộp quạt diêm thôi. Gì vậy? Chiếu cố nghe em. Cái đó lại lấy coi cái nào cái gì. Ủa mấy đứa nghĩ này là trái hả? Chậm dễ anh ơi nè, nó khô nè, chậm dễ anh ơi. Chụp cho coi. Ây da. Lo được. Nè có trái đâu. Anh đang nói nhà vô địch sinh tồn. Nó này nó chỉ là cái củ bình thường mà nó đâu phải là củi hông đâu. Ủa vậy hả anh? Ờ. Đây em chỉ làm một lần duy nhất thôi nè. Trời ơi. Nè. Hậu bạc diêm á, anh chỉ một lần là nhớ luôn nha. Sao? Nè, hậu bạc diêm á, em cầm cây vậy nè, em chẹt cái vậy nó sẽ gãy. Mình nè, mình cầm cái cây vậy nè, mình chẹt cái vậy nè. Cái lực của mình hãy như vậy rồi, không gãy biết không? Ok. Còn hồi diêm á mà em chẹt ngang nè là cái tay của em đè xuống thì nó phải gãy. Đúng không? Đó, còn em mà chẹt đứng thì nó không có gãy. Lấy dùng cục đá. Ơi phải nãy giờ ba cây rồi. Ê phá quá. Lấy dùng cục đá bự. Ai có cách hồi nãy bây giờ mình để vô đây sẵn nè. Đó. Nè, nhìn chạc nè. Nè, em phải tin tưởng anh nè. Cái có khoảng 20 que mà. Cái này mình bỏ vô, nhiều lắm anh ơi, nguyên hộp lận. Mấy gì bỏ chổng gì? Bỏ vô chổng mình bỏ vô đi cháy nhanh. Trời ơi, chạy thử đi. Tin tưởng anh. Phí quá. Anh mới được tiếp thu kiến thức nè, nhìn nè. Thấy chưa? Châm vô đây là lên lửa liền. Đó anh ơi, thắp sáng niềm tin rồi. Mà chừng nào nữa? Game nó dễ lắm. Mấy chục que lận nhầm nhò gì. Đó thấy chưa đại? Tao thương em nè, đó cho mấy thằng em. Trời ơi sao anh làm vậy? Quá làm như vậy em thích lắm. Cho nó xuống, cho nó xuống. Cho nó xuống. Rồi được rồi đại ơi. Later. Lửa đã cháy và mình đã chín nha các bạn. Hỷ Tinh, tạo nước cho anh. Tạo bằng cơm. Đúng. nhớ rửa. Ủa vậy cái bình 5 lít đâu rồi? Bình 5 lít đâu rồi? Mình 5 lít là thằng Thủy Tinh nó đem về đâu anh ơi? Ủa nó về nước bốc hết rồi. Bốc hơi rồi. Bị bốc hơi rồi. Nè cái hút này nè. Ây da. Thủy Tinh. À không. Mỹ nữa. Ê. Mỹ nữa. Cho lên vô hồng luôn. Vô hồng. Cái này chỉ là diễn vai thôi nha các bạn. Vô hồng nó chưa bao giờ làm này đâu. Nàng sơ hào ấy vậy nè. Cô có rồi. Cô chính cửa gà chính hồng ao mà mày ơi. Có rồi. Có rồi. Có rồi. Không được rồi. Hết chuyện đi chơi vô hồng làm này. Không vô dai. À đúng dai rồi. Em như vậy là đúng dai đó. Tớp với người tôi tin tưởng. Đúng dai. Vô hồng. Trời này nguy hiểm quá. Đáng lẽ là vô hồng là tụi bay nấu xong cho nó ăn vô hồng ăn đúng. Rồi sai rồi. Không nó diễn cái khúc mà gớt cái này là đúng dai rồi anh. Đúng dai. Ok bây giờ chờ nước sôi đúng không? Dạ chờ nước sôi này. Vậy thì ta anh biểu diễn nè. Rồi trong thời gian chờ hang nó chín á thì bên anh thì uống nước. Nước gì anh? À nước này là nước suối em. Trời ơi. Nước suối mà cũng sợ nữa. Ôi trời ơi chán khánh.
họ cái này là ly của vô hộp, vô hộp à vậy hả, em cũng của tầng thủy hoàng chứ, vô hộp đề gia tàng em à, đồ hóa này là của vô tàng nha các bạn. Quá trời quá đắt rồi. Ủa ồ đúng là hàng của vô tàng của khác đó. Ok chưa ủa anh không góp nữa hả? Vô nè, mình phải xoay để rượu nó thấm vào nè, cái mình uống chấm chét với cát à, chua kìa à, ngọt quá. Cái ly của tàng thủy hoàng nè các bạn, uống đó, nó ra từ từ y như là một cái đường ống từ sữa mẹ vậy nè. What the hell? Oh my god. Không tin. Uống giúp ngon hơn á. Tiếp. Ok, bây giờ mình sẽ biểu diễn kỹ năng nha. Đầu tiên là nãy là mấy đứa bắt được 3-4 cá suối đúng không? Dạ đúng rồi. Anh sẽ biểu diễn nè. Mình sẽ xiên que mấy con cá suối này nha các bạn. Ôi con cá này miệng thấy ghê thiệt chứ. Thấy chưa, em nói mà. Ờ, mấy con cá này cá mỏ trời, cá mỏ ghẻ gì nè. Nhưng mà nó là như vậy nha các bạn. Nó bị thái hóa cái mỏ rồi, cái mỏ tới đây nó bị biến mất. Ở dưới đây nó mới là cái mỏ thiệt của nó. À nó lừa em. Ờ dưới đây là cái mỏ rồi ha, còn trên đây chỉ là cái quần gì của nó thôi à. Em nhìn tưởng cá mặt quỷ không á. Rồi ok, tiếp theo mình sẽ cho cá nó áp ca như vậy nha các bạn. Đó. 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 Tới sáng mai ăn rồi. Đó mình áp ca như vậy. Rồi tiếp theo là lấy cho anh tôm ăn. Đó. Đúng rồi, tôm này bữa thấy ăn ngon ghê rồi anh chưa được ăn nè. Rồi tình hình là mình khui ra mình phát hiện là tôm này nó có một cái điểm yếu các bạn ơi. Điều chí mạng luôn á, bây giờ nếu như mình mà ghim vô cát thì nó dơ con tôm cuối này. Phí quá. Nên mình quyết định là mình sẽ nè như vậy các bạn. Rút con này ra vậy nè. Đẩy bên này lên, đẩy bên này lên. Đó. Ai quy không? Đó, bắt đầu mình cho có một cái khoảng trống như vậy. Sau đó mình sẽ. Đó, vậy nó mới không có hư cái con cuối. Hợp lý không? Hợp lý rồi. Nói chung là mình sẽ làm như vậy nó mới không có dơ cái con cuối các bạn ơi. Mình phải sử dụng IQ. Đồng ít mà năm sau mà. Ủa còn mấy con dư đó thì sao anh? Bốn con nãy hả? Bỏ đây anh ơi. À. Mình xin tiếp đi anh. Tóm những người tôi tin tưởng. Có giữ gì ta? Tóm những người tôi luôn tin tưởng. Đó trời ơi. Mình phải biết tiết kiệm. Ủa? Đúng không? Bộ không có sĩ diện hả? Ông nên lại bỏ cái rồi. Bộn đói lắm hả? Rồi tiếp theo là lấy cho anh mấy con cua đồng. Cua đồng quỷ quốc. Ờ à, mùa này á, cua đồng nó bị gì á, mình mua là không có cua đồng sống nha các bạn. Do hỏi là người ta nói là mùa này là cua nó lên giá, người ta không có nhập về các bạn. Cái cua đồng này nay nó mắc lắm, người ta không nhập về nên kết quả là mình phải mua cua đông lạnh. Hơi buồn nhưng mà không sao, ăn đồ đông lạnh như vậy cho nó tươi ha. Mình sau khi rửa nước suối xong thì nó được chưa dày nha bạn. Quá lạnh luôn á. Đem từ trong rừng vô trong núi mà còn lạnh luôn các bạn ơi. Một con, hai con, ba con. Đó. Hết chỗ ghê rồi. Hết chỗ ghê mà dư 40 ngàn này sao ta? Bỏ hùng đá chút nữa mình trống chỗ mà ghim tiếp. Bộ anh mắc nghiêm lắm hả? Chứ mình nghiêm cái gì bây giờ? Ok, bây giờ thì chờ cho tôm cua cá nó chín nha bạn. Thiếu bầu với lại nai rồi nữa là đủ bầu rồi. Giờ mình nhâm nhi anh ơi. Ờ, ok, tiếp tục. Màu thiệt chứ. Ô mát rồi anh ơi, cho em nhé. Mày phát nước lắm hả? Đúng rồi. À, sao rồi? Biểu diễn đi. Đầu tiên thì mình sẽ cho một gói mì siêu cay vô nha. Nay mình sẽ nấu một loại lẩu cay, mì cay. Bỏ hết dao vô luôn. Rồi, không sao đâu, bỏ đi. Tiếp theo là mì nha bạn. Mình thì các bạn biết đây, mình chỉ các bạn xé mì nè. Đó, thấy chưa? Chuyên gia đó. Vui đồng bếp trong tương lai. Cái gì vậy trời? Tại vì cái này em biết từ mấy năm trước rồi nè. À vậy hả? Ủa chứ ở đây người ta có cái chỗ xé nè em nè. Có cái tư nữa không? Là mình xé chỗ này đúng không? Bộ anh mắc xé kiểu vậy thôi. Chứ em làm sai kịch bản của nhà phát hành rồi. Đúng không? Rồi. Nè dưới đây nè. Ở đây nó có cái tư rưa nè, em xé bên hông đi. Xé bên hông cho anh coi.
khó rồi nè nè, như này nó cũng có cái tru nè, răng cưa nữa không? Đúng rồi, em xé bình hông cho anh đi. Ôi, hông, ở đây nó có chữ mời xé là xé ngay trong này. Ở đây thì nó cũng có chữ mời xé nha bạn, nhưng mà xé ngay chỗ này. Lỡ cứu lửa không ấy, cứu em cái cặp đũa đi anh. Ba cặp người lớn anh, ba hàng lớn anh đưa một cặp đũa đó là nó mới xài được, là em gọi là sư phụ luôn. Anh không thương em hả? À anh nói vậy thôi chứ em biết anh thương em mà, đúng không? Đúng rồi anh. Không lẽ tụi anh nghĩ sao hoàng gia mà xài mấy đũa gỗ này, đúng không? Trong giường với em đó. Ủa ba hằng mà hai cặp. Chứ cái này là cái gì? Thôi mấy xe đầu kia, đúng rồi. Bỏ mình rác toàn. Nhường cho em rồi đấy. Bây giờ thì mình sẽ quậy lên cho nó đều nha bạn. Đại ơi. Ai còn? Bên tôm tướng cua. Thủy tinh. Bắt được gì hả ghê hả? Bên tôm tướng cá của nó nè. Có bắt được mấy con hải sản các bạn. Con cua đá khổng lồ với lại mấy con tép. Bắt từng con. À, con cua nha bạn, nhưng mà cảnh này thì nó hơi dễ thương nên chuẩn bị nè. Nồi lẩu mì cay của mình đã chín rồi nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ ăn nè. Ôi, ở mời vô hồn ăn với ba. Ôi, trời ơi. Quên. Tôi buồn quá, tôi không ăn đâu. Thôi, anh vô chứ. Ăn đi em, vô gấp thử đi. Cơm lao đặt cái nồi lên. Sao tao thấy tên mà nó không coi vô hồn gái gì hết luôn. Tao thấy quá buồn. Hút vô. Ngon. Cho cái chung nè. Vô hồn có rồi. Thôi, vô hồn có được rồi. Trời. Sao? Cỡ ngon cười. Không cho thiệt quá anh. Thôi được rồi nè, cho xem tao thấy tên luôn nè. Tao bay cứ nãy giờ một sao mà cứ dư là ăn xin vậy mấy ba. Làm tự tôm đâu. Hử tôm. Ăn cứ ăn đi thì cái gì ăn du hồng ấy. Ăn đi ăn. Đây. Hử tôm. Tấp rừng. Trời ơi. À, tôm có cá tóc trong đây rồi sao? Cái tóc. Rau đó ba, rau con tôm á. Quang Nguyễn. Mới quen. Bình thường á, vô học mà con tôm hùng mới bự tay vậy nè. Cái con rau nó bự hơn con út. Còn nay con tôm bự. Nó tự tôm mà đúng rồi. Tôm ngon nha. Tôm đang luôn đậu á em, đậu có cứt á. Không, vô hùng không ăn vậy nè. Ngon quá rồi. Rồi ok, tiếp theo bên mình lại biểu diễn tiếp các bạn ơi. Woo! Hết hồn. Đó. Nướng bàn đá tiếp các bạn ơi. Đi suối là phải nướng đá. Cho anh cái muỗng. Đúng rồi, cái muỗng mà nó quẹo quẹo nha. No. Cái muỗng màu vàng mà nó quýt xịt tộc. No. Yes. Cái đầu muốn nhảy trong kìa. Muốn vậy mới quý tộc. Rồi, chờ bơ nó chín nha các bạn. Ok. Bơ nó đã chín rồi nha các bạn. Cái đầu tiên là tỏi cắt đôi. Măng tây. Thấy bà mua hơi nhiều, có ba hàng mình mua nhiều dữ ta. Không sao đâu. Để chứ nướng ăn tiếp mình rồi. Để bây giờ anh sẽ nướng 3 cây thôi. Đó, còn dư hết cái mớ này thì để chút nướng tiếp. Tớp rồi tôi tin tưởng anh lông bình lóc. Bộ anh mắc nướng lắm hả? Ủa có nướng đâu, anh chi mà. Rồi tiếp theo là bò tuyết nha bạn. Thịt bò tuyết. Bò là chảo. Đẹp. Của mình. Đây, rửa dưới suối luôn, đúng rồi, hợp lý. Buồn thiệt chứ. Không gì buồn anh, được còn. Không được rồi. Đây. Đó, đây. Đúng rồi. Anh ăn cái ngọn không à? Ơi sao đây có cái ngọn? Rồi ok. Chờ chín mà ăn thôi. Tụi mình ăn hết mì luôn rồi nha mọi người. Nhưng mà còn lại một con cua.
Rồi cô Hoàng Đế hả? Cô này là Quá Nhi anh này. Cô Quá Nhi còn có cái càng à. Nói chung là cái này á thì chắc là mình sẽ nhường cho Vua Hùng với thằng em mình nha. Để cho xin mời. Cho ông ăn đi. Đây. Đây đây đây, đại ơi, đại ơi. Bình tôm của em nè, bình tôm em nè, còn hai càng cũng đại, cầm lé. Đã. Còn khói luôn. Anh nè. Quá đã. Dính cái kẻ răng rồi. Cho tướng đi. Rồi tiếp theo mình sẽ cho hành tây vào đây. Khi thịt bò sắp chín đó bạn, cho hành tây vào. Trấn. Quá trời quá đắt nghẹn. Quá ngại rồi, đủ rồi. Rồi tiếp theo là món cuối, cho cái bát đá. Đó. Thủy tinh. À hiểu. Rồi nước sôi. Mình sẽ cho súp miso. Súp này lạ quá vậy. Súp miso đông vị. Đó. Đúng là hôm nay là mình làm omakase Nhật phiên bản các bạn. Rồi tiếp theo lấy cho anh trai lươi melon. Hả? Lươi melon. Melon. Dao tia. Dao tia. Đây, hôm nay mình sẽ biểu diễn cái người tay phải của mình nha các bạn. Nè, nhìn nè, học hỏi nè, sơ tinh. Làm cái rút gà, đập cái rút gà. Từ từ thôi. Oh my god. Lấy hộp ra. Đó, ok không? Ok anh ơi. Cầm dục cái hào. Ai, cầm dục thôi, chưa biểu diễn. Dẫn. Cầm nha. Dạ rồi. Làm sao? Trời ơi. Nó vậy đó. Được. Đó. Rồi ok. Món ăn của mình đã sẵn sàng nha bạn. Chuẩn bị nhập tiệc với nó ơi. Yeah. Lấy dao lấy nĩa ra. Đó. Bây giờ mới được ăn. Trời ơi, bò này nó tự nát luôn rồi. Hiếu anh. Ồ. Đẹp quá rồi. Rất quý tộc. Chắc chi là Nhật Bản. Trời ơi. Đó. Ok. À, miếng bự nè. Cho ăn. Cảm ơn. Miếng bự nè. Cho Tú. Miếng bự nè. Không, anh giỡn với đứa thôi. Ăn. Vô. Bò tuyết. Nó ha re nha bạn. Không có bay đi ồn nữa, chơi mức độ khó. Chắc chi là màu mè. Rồi, vô. Lần sau ba anh em mình 10 sao tiếp. Hiểu ý, cái đó đi, rồi cái đó không được, không sao, rồi. cũng hôm bơ đi chứ. Không đủ ăn hả? Nhiều mà không? Mình nhiều lắm, mà nhiều không sao. Chị ăn đi, cứ ăn đi. Rồi, tiếp theo là mình sẽ review tôm nướng mà phiên bản mà AFK của Nhật Bản các bạn. Không hiểu tại sao lại nướng cái kiểu này nữa. Nó rất là khô.
Ô queo luôn á. Ô nhưng mà nó lại không đỏ. Ờ. Thử nha. Không tục, không tục. Vô, mùi sao bãi đỉnh. Nó đang tỏ. Nó giống như là tập hồ vậy. Nhưng mà ngon. Nhiều trong nó ngọt ngọt. Ngon. Ừ, ngon. Mặn mặn của muối. Ừ, ừ, ừ. Sao được rồi em ăn tỏi luôn à. Sao? Ngon mà. Ngon, ngon, ngon. Ôi gọt. Anh biết ăn tỏi hả? Biết ăn tỏi anh. Này là mình chơi bắt tôi đoàn kết. Có ba hàng cho hai cái vậy bạn. À, anh cứ ăn tỏi tiếp đi. Anh Hùng, anh Hùng. Được, 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 được. Nói chứ anh em không à. Dạ. Ngon chứ. Ngon bọn. Rồi, tiếp theo là cá suối vậy bạn. Quá đã quá. Quá chữa đắt rồi. Đóng cái này nắm dưới, nắm dưới, nóng. Nắm dưới đây nè. Ở dưới của chương trình là ở trên. Rồi, tiếp theo là chân cua hoàng đế. Đó là chân cua đồng. Món ăn nó tới liên tục. Nắm ở dưới đây nè, nó không nóng. Đúng rồi, càng cao thì không nóng. Lại dư một cái càng rồi. Có mặt, có mặt. Có mặt luôn. Nóng, nóng, nóng. Cái này thật ra là không phải là mình cho đâu mà là biết gì không? Cứ ba hàng mình cứ cho hiếu 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 cái gì vậy bạn. Nó mới mắc tình cảm anh em. Ngày mai nó mới đến nhau. Đã. Xuống tầm. Cua này, cua mà đông lạnh đó bạn thì nó không có tươi, ăn thịt nó không có ngon bằng cua đó, cua tươi nha. Đông lạnh mà phải chịu thôi. Mùa này là cua hoàng đế là không có hàng các bạn. Ghê hả? Wow. Ăn đi. Mấy cua này ăn bị good lắm em. Good lắm. Vô. Sao ăn rất là hay ta? Ăn như khô vậy. Ăn như tôm khô vậy á. Cua này bở quá. Nó không phải bở mà là nó bị khô. Mình nướng như vậy ăn nó như tôm khô mà. Nó dai dai mặn mặn. Ok, hấp miếng canh rong biển các bạn. Ê, cho nó mặn chưa. Sơn Tinh ơi, Sơn Tinh biến miếng nước Sơn Tinh ơi. Sơn Tinh kìa. Ủa? Sơn Tinh ông nội. Mặn quá bạn ơi. Chỉ có Sơn Tinh mới cứu được quả này thôi. Lộn ơi. Thôi Tinh, Tinh. Trời ơi, lộn vai. Nè, 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 Hiên Tinh, Hiên Tinh, Hiên Tinh. Đúng rồi, đúng rồi. Ở đây này làm gì vậy? Sơn Tinh đứng đá anh. Đúng kiểu rồi. Để em cho, làm thử cho anh Hùng cũng ăn thử. Đại cái gì đại? làm cho anh Hùng ăn đại. Tốt, tốt. Rồi ok, lên nước, mấy đứa có nước không? Có anh, có anh. Coca luôn. Coca luôn. Lên, dù sao 1 sao, 10 sao gì cũng là sao. Đúng anh. Cái gì ba? Em chế cho anh Hùng quá. Trời đất, trời ơi. Rồi còn anh Thủy của em. Thủy Tinh anh ơi, Thủy Tinh. Rồi, được rồi, uống nhiều ngon. Rồi. Em nè em. 1, 2, 3, vô. 1 sao phải đỉnh. 1 sao phải đỉnh. Ha. Ờ, 1 sao phải đỉnh. Tiền nghẹn mà vui đúng không? Ừ. Nè anh cho mấy đứa 1 sao nè, review thử món này nè. Mình chuẩn bị có hút tiệc rồi nên anh mới cho mấy đứa thử nè. Em thích lắm anh ơi. Anh đừng làm vậy, em thích lắm. Ngon á. Đó. What? Bruh. Thấy mấy đứa ơi, không có cái gì tráng miệng hết nên Lâm nè. Thương. Nè, mỗi đứa một trái. Cầm về phòng ngủ ha. Cầm về liều. Ok. Ok này. Cầm về liều nha, đừng ăn nha. Cầm về liều mới ăn. Hồi nào nói giấy ngắn này đi. Trời ơi, hũ bơ nữa. Trời ơi, hũ bơ nữa. Rồi, anh em không à. Ngon, ngon à, cũng có dầu ăn nữa mà. Không sao, vừa cho ăn vừa bơ luôn. Rồi, 1, 2, 3, vô. Rồi, sau khi đại tiệc Obakasen xong thì mấy đứa một sao mới ngủ các bạn. Mà cái liều của mấy đứa một sao nó lạ lắm các bạn coi nè. Thấp xuống dưới là caravan thấp xuống nè. Trời ơi, nó làm cái liều. Cái tay mình là ngay chỗ cái cây này nè.
Ôi! Sợ. Rồi. Có rồi. Liều. Có rồi. Liều có gì? Rồi, có rồi. Đây rồi rồi. Đó. Tay để đây đó bạn. Dạt xuống nè. Ủa là sao tự nhiên ló cái đầu ra là sao? Là hồi trưa tụi em say tính nằm cái đầu ở dưới nhưng mà nó bị chủng anh ơi, kiểu máu dồn lên não nên là nằm ngược lại. Là nếu như mà mấy đứa mà để kia là máu dồn não. Đúng rồi. Hai bộ say nhiều, hai bộ là ngủ ba đứa như là khô vậy hả? Đúng rồi. Wow, phơi khô kìa. Để em quay ra. Ba chàng trai này. À, tụi em đang ship cá mỏi anh, ba chàng trai. Khách sạn ngàn sao nữa. Cá mỏi Sơn Tinh Thủy Tinh với lại anh Hùng nha bạn. Hả? Rồi còn bên 10 sao của mình thì nhà hai tầng bạn. Thằng chiến hàng này nè. Mình chưa làm hết nó leo lên ngủ trước rồi. Trời ơi, nó kêu luôn rồi. À, và cái này á, cái khổ cái á, là người trên cao á, là phải leo lên trước mới tới hai đứa mấy đứa ngủ dứ. Dạ đúng rồi. Ờ là anh sẽ hy sinh ngủ trên cao còn hai đứa em ngủ dứ ha. Cái lão đắc khổ này. Ờ em chuẩn bị đỡ anh ha. Dạ ok. Liều này của Nhật nhập khẩu Việt Nam nên bền lắm. đỡ gãy ra. Oh my god. Đào em lên dưới đó hơn rồi đứt không? Liều của Nhật mà sao đứt được? Nhưng mà Martin Việt Nam nha bạn. Ok anh ơi. Ok, ổn quá không? Ổn anh à. Rồi, còn mình thì ngủ trên đây nha bạn. Nói chung là tối nay nếu có đứt liều hay gì thì mình sẽ review. Còn nếu như không đứt liều gì hết thì không sao nha. Ok, chúc mọi người ngủ ngon. Mong sao là không bị đứt liều. The next day. Trời sáng mấy bạn ơi. Bị tối rồi tối làm gì mà em lên đây em ngủ với anh đó. Ờ nó địch anh ơi. Nó địch thúi lắm. Học được cái võ công ở đâu á. Đã ngủ mà nó địch luôn. Nó gọi địch mà sụp liều luôn hả? Ê dậy đâu. Ngủ ngon con. Hả? Ngon rồi. Nói coi gì cũng không ngon đâu. Nó mát lạnh ngồi vui, mát lạnh 16 độ gì nữa. Mát lạnh chứ mát lạnh 16 độ luôn hả? Quá yên. Nó ngủ nữa. Ok bây giờ tụi mình sẽ qua coi mấy thằng một sao có ngủ được không nha các bạn. Rồi còn mấy bé một sao biết ngủ ngon. Còn đầu tiên là bé Toàn nha. Ngủ ngon không Toàn? Được. Có lạnh không? Có hơi lạnh xíu. Mà ổn hả? Có áo gió mà. Này như là thằng Hào. Ê nó có cái sấy giống sấy của con Lu Lu nhà mình kia nè. Hả? Hào. Dạ. Sao bị mọc râu quá tử em bị gì vậy? Không biết nữa này. Có già không? Có này. Cũng ngon. Ngon à. Ngon thiệt. Thằng Rân 11 điểm trên 2/10. Vậy là ngon à, cũng vậy ngon à. Ổn à. Nằm kế nên nó ấm anh. À. Nằm kế nó ấm. Đâu lạnh lắm đâu. Rồi ok, sáng nay thì bên 10 sao tụi mình thì tiếp tục biểu diễn món bàn đá. Sáng nay ba thằng trừng phạt cầm hát dán gì? Sáng nay tụi em ăn khoai lang chiên nhưng mà chấp anh ăn trước đó. Chấp anh ăn trước. Rồi, hôm nay thì mình sẽ làm cái món gọi là rất là tuyệt vời các bạn. Các bạn nè, nhìn kỹ cho mình cái hình này, editor chụp hình cái hình này nha. Ok. Đó, mình sẽ biểu diễn y như cái hình này luôn cho bạn coi. Wow. Trời ơi, hôm nay là đầu bếp gì Omakase 10 sao. Không có còn 5 sao, 6 sao gì nữa hết á. Yeah. 10 sao luôn. Rồi. Nè, không Tú cầm nguyên bịch bột này nè. Anh pha bột trong đây luôn chứ giờ mình đúng rồi, mình phải tiết kiệm. Mình giàu mà mình còn có kỹ năng nữa. Ừ, đây vậy còn mình cũng biết tiết kiệm nữa. Hứ gì chịu nổi. Đúng đúng. Rồi, tiếp theo là trứng. Trứng rớt giỏi vô anh. Thứ thứ hai. Wow. Trời ơi nó ngầu. Quá trời quá đắt chuyên nghiệp rồi. Thứ gì đỡ nổi. Quậy đều quậy đều quậy đều. Tiếp theo mình sẽ cho một miếng dầu mỏng vào nha bạn. Rồi thoa dầu đều. Tiếp theo là cho bánh vào. Oh my god, đã. Ủa, nóng. Ủa sao nó không có như cộng hớt ta. Sắp giống hình rồi anh ơi. Nó hơi đặc hơn. Ờ, nó hơi đặc. Trứng à. Chắc là do trứng.
Lộ magazine gì chứ? Chả chín. Chả chín. A wide minute detail. Rồi, ok, bánh nó chín một mặt các bạn. Chả bánh nè. Trông dính hình, dính hình, dính hình, dính hình. Lúc nào đâu biết omakase. Dính hình nè. Không sao, không sao, không sao, sao. Quy tắc 5 giây, quy tắc 5 giây. Để giờ chắc 10 giây á. Được, được. Ngon, miếng đó ngon. Ngon lành. Rồi, chín rồi nha. Một tầng. Mình có 3 người đúng không? Đúng rồi anh. Thêm tầng nữa đi. Rồi, miếng bánh thứ ba bự nhất đã chín nha các bạn. Mình phải làm như này, cái xe kia tứ háp nè, bự nhỏ bự thấy không. Rồi, tiếp theo. Hãy tên, gửi giùm dấu tay coi. Một chục trái, ba trái đẹp đẹp. Rồi, gửi giùm hiệp nho nữa. Ok, ok, ok. Wow. Đó, tiếp theo là nho. Có nho. À, trong đó thì trái đó là trái mùi việt quắc các bạn, nhưng mà mùa này việt quắc Việt Nam mình chưa có nhập về. Thế là mình tùy cơ ứng biến liền. Nho đen. Đó. Chưa ở đâu. Mật ong. Đợt đựng trong ly. Cái ly này em thấy ở trong bệnh viện có khá là nhiều luôn. Anh đi thi bằng lái xe cũng có đi kiểm tra này nè. Ông đúng không, nhìn nó điêu kìa. Nhìn gãi không nè. Nó tạo biến đường chỉ không? Như đây 3 triệu. Hồi nãy là nó chỉ có 30 ngàn thôi, vừa rắc mặt ông lên cái thành 3 triệu. Ngon lành không? Như nhà hàng 5 sao. Trời ơi, nhìn một sao chạy nước miếng, chạy nước miếng. Thử thức làng. Đúng. Ăn review con. Được rồi nha, rồi. Ok, thử thức cho mọi người. Bánh mật ong. Ngọt ngọt hơn mật ong. Bánh thì lạt lạt, béo béo. Bữa ăn quý sở tộc. Ngon lành. Kết hợp được đó. Bánh này kết hợp với nhau ăn được lắm anh. Ăn kèm trái cây ngon ha. Kiểu như thế này lạc lạc á. Dâu thì nó ngọt nè. Ăn với nho đúng, đúng bài nè. Biết sao rồi. Anh à, giờ mình nói ít đi, mình làm nhiều anh em. Lại sửa lại. Ủa sửa gì á? Ít rồi. Sửa nằm ở đây à? Sửa nằm ở đây, lột để lộn chỗ nè. Mấy bịch ni lông đồ cái kiểu là mình để ở đây nha bạn, chung nó mình dọn hết nha. Không có xả rác gì hết nha. Sữa chó. Mình không biết sữa tổng. Wow, hay quá à, hay quá à. Sao nó cồng kềnh quá à. Hôm nay mình theo chủ nghĩa của thằng Tú nha bạn, uống sữa ốc chó vào buổi sáng giúp không mên, không bị ốc chó. Đúng rồi anh. Thông minh vậy mới vô được rồi sao. Tiếp theo là mình đầu bếp ô banana. Ngẩn gì hả? Đại, cầm vô ăn, khui. To cảm này thôi, mình pha bột. Hôm nay mình nấu món gì vậy anh Hào? Hôm nay tụi mình sẽ ăn món khoai lang chiên. Wow. Đầu tiên anh Hào cho cái nồi này lên. Sau đó cho dầu vào. Trời, sướng sướng. Ủa chiên khoai lang hiện hả? Trời ơi trời, chiên khoai lang. Đúng rồi, ngập dầu như vậy mới được. Thủy tinh. Pha bột. Bột đâu? Đây. Ok bạn, này là bột chiên chuối nhưng mà mình chiên khoai này không có mùi chuối. Ê, mới vô mình pha ít ít thôi, mình nhúng vô. Chơi mừng chứ. Khoai như vậy là chết rồi. Có gì quậy hết nhỉ? Ok, tôi quậy bột. Đâu, để rồi, từ từ nha. Sạch sạch mới được, sạch sạch nha. Yên tâm, sạch luôn. Sạch sạch mới đẹp. Đúng, sạch sạch. Đúng rồi, cái thế đó đó, đại ơi, cái thế đó đó. Chắc phanh bỏ vô, đúng siêu rồi. Siêu bổng nè, siêu bổng như LCD luôn. Mà giống mấy miếng snack đây, cầm dao, trời biết cầm không vậy. Ây da, lửa nó bắn, lửa nó bắn. Rồi rồi, ba anh em mình là ba miếng trước đây, ba miếng trước.
ba miếng trước, ba ăn ba miếng, cái này anh gọt tiếp. À, từ từ, cho em một con dao đi. Nè, giờ thì mình sẽ bắt đầu nhúng khoai xuống bột. Bèm vô, bèm vô, bèm vô. Vô. Đó. Vô, khoai đang chiên. Hấp dẫn quá, hấp dẫn quá. Đưa, 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 đưa gọt thêm khúc. Khoai của mình chiên bây giờ nó cũng chín rồi nha bạn. Nè, các bạn thấy vàng không? Chỉ có điều là khoai chiên bột mà không thấy bột đâu. ăn đi, đừng ngần ngại nữa. Nè Toàn, coi chừng nha, nóng nha. Rồi, ok. Đâu ra mà ba cái có ba cái nĩa sẵn chờ giúp bạn. Không biết nữa ai để nĩa đây anh, thiệt tình luôn á. Bếp bếp có sẵn rồi, rồi nĩa có sẵn rồi ha. Ai để anh? Ăn coi thử coi có nhiều cholesterol không. Thấy chiên gì đâu mà ngập dầu luôn. Mày có ngon ơi, ngon tuyệt. Nó có lon Pepsi giờ sao? Chia ba nè. Chia hôm qua chia hay á, giờ chia là thử rồi sao? Giòn béo béo ngon ngon. Ở lộn, giòn hơi bột. Rồi ạ. Rồi. Ủa là chia vậy hả? À nè, nào uống về, nào uống trước là uống ít, nào uống cuối là uống hết đúng không? Không có anh ơi, không có, anh em uống tự biết lượng. Đó thấy không? Ê, mỗi hàng một hớp mà. Cho anh Việt Nam. Anh Hùng. Nhìn nó như vậy mà nó có tình cảm ha. Nhưng mà không có được nhiều đồ ăn. Ok, cho tụi mình kết thúc video tại đây. Bạn lý hôm nay là cắm trại 1 sao 10 sao trong rừng, giác đồ các kiểu đà điểu, vô trong rừng đi 3-4 tiếng luôn nên không có giác được nhiều lắm mấy bạn ơi. Với lại là sức người có hạn, chỉ như vậy được thôi nha. Ok, nếu bạn nào thấy cái sao đây các bạn like, bàn tay đặc biệt nhắn đăng ký kênh nhà thông báo thì mình đừng ra những clip khác. Tập sau có thể sẽ là 1 sao 10 sao ở tỉnh Đảo Hoang. Wow. Đảo Hoang thì nó dễ một chút là tàu chở được các bạn, tàu có thể ra tới tận đảo nha. Nên có thể là nếu như tập sau thì 10 sao thì có thể là sang chảnh hơn. Em 10 sao. Gán tập sau, 1 sao tiếp nha em. Ê!